À, anh cứ chạy thẳng lấy Thường Kiệt đi rồi nó tới à? Cứ chạy thẳng luôn hả? Hết đường luôn hả? Ừ. Vô cái quốc lộ 50 á là mình có thể đi cầu Nguyễn Tri Phương, tàu An Bửu cũng đường nữa, hay đi cầu Trà Và cũng đường nữa. Em nhớ là một lần em đi Honda là chạy qua cầu Trà Và là sang 50 à. Nhưng bãi Trà kia đúng không anh? À đúng rồi đó, mà không biết xe hơi cứ qua được. Là đi. Em không có đi là không biết. Em biết là rồi, em cũng thường chạy xe Honda đi qua cầu Trà Và, Nguyễn Tri Phương, tàu An Bửu cũng vô đó được. Chứ cứ đi Honda một lần hai lần thì đã đi qua lắm rồi. Nên nói rồi nhưng mà ô tô là chưa định hình ra, không biết là đi hướng nào. Bây giờ anh chạy Lý Thường Kiệt này, lát nữa anh sẽ đọc đường gì? Phía dưới đó là gặp đường gì? Hồng Bàng. Bàng 2 là Hồng Bàng. Hồng Bàng phải không? Hồng Bàng ở chỗ đó là có thể kiếm đường vô cho chỗ Châu Dương Liêm á. Hồng Bàng Châu Dương Liêm đỡ đầu lên cầu Trà Bà. Cầu Trà Bà chạy thẳng hoài cái qua ngã tư Nguyễn Linh thẳng xuống nữa tới Phú Lợi.